Sau những chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan, cũng như gần 2 tuần chuẩn bị tại New Zealand, các cầu thủ đang có tinh thần tốt và quyết tâm nỗ lực thi đấu tại giải đấu bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Chia sẻ cùng báo chí trước buổi tập chiều nay, tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã cho biết, sau 2 trận đấu vừa qua, tôi và toàn đội đã rút được nhiều kinh nghiệm khi thi đấu với các đội bóng mạnh. Chúng tôi cũng đang trong quá trình hoàn tất để có thể đem những điều mình học hỏi được tiến vào giải đấu sắp tới và có những trận đấu tốt. Thể hình vẫn luôn là điểm yếu của các cô gái đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng với thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Thanh Nhã bày tỏ quyết tâm thi đấu hết mình trong các trận sắp tới. Nếu nói về điểm yếu thì có lẽ vẫn là thể hình và một phần thể lực, nhưng chúng tôi luôn có ý chí và tinh thần để chiến đấu hết mình. Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã có 2 trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand, 10 tháng 7, và đội tuyển nữ Tây Ban Nha, 14 tháng 7. Đây là 2 bài kiểm tra để ban huấn luyện và các cầu thủ rà soát lại những điểm cần điều chỉnh trong chuyên môn, từ đó đưa ra chiến thuật hợp lý nhất. Sau trận đấu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha, toàn đội có một ngày tập hồi phục. Ngay sau đó, chúng tôi đã quay lại với cường độ tập luyện cao hơn để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới tại vòng bảng vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023, Thanh Nhã chia sẻ. Hiện tại tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam đang ở mức cao nhất và luôn sẵn sàng chiến đấu, cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho những người vẫn luôn yêu thương và đồng hành cùng đội tuyển. Mong mọi người sẽ tiếp tục cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam, toàn đội sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo, Thanh Nhã nhấn mạnh. Cũng trong sáng nay, các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam đã tham gia buổi chụp, ghi hình để sử dụng trong các trận đấu sắp tới. Các cầu thủ đều rất hào hứng và mong muốn thể hiện hình ảnh đẹp nhất của các cô gái Việt Nam tới bạn bè quốc tế. 2 ngày nữa, trái bóng World Cup nữ 2023 sẽ lăn trên sân cỏ Úc và New Zealand, 2 quốc gia chưa từng đăng cai bất cứ giải World Cup nam hay nữ nào, và đó sẽ là một World Cup thật đặc biệt. Đây là lần đầu tiên World Cup nữ diễn ra theo thể thức đồng đăng cai và đều là các quốc gia ở châu Đại Dương. Đây cũng là một World Cup mở rộng hơn khi 4 năm trước, sau World Cup thành công vang dội ở Pháp, FIFA tuyên bố sẽ mở rộng lên thành 32 đội. 4 năm trước đó, World Cup nữ cũng được nâng cấp từ 16 lên 24 đội. Những sự mở rộng ráo riết trong 2 kỳ World Cup liên tiếp cho thấy FIFA đã nhìn thấy sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá nữ trên bình diện thế giới và muốn nâng cấp World Cup nữ lên một tầm cao mới. Bóng đá nữ phát triển mạnh mẽ ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là châu Âu, với những trận đấu có số lượng khán giả đông đáng kinh ngạc như có tới gần 90.000 người có mặt trên sân trận chung kết Champions League. Các thăm dò cũng cho thấy, sẽ có khoảng 2 tỷ lượt khán giả toàn cầu theo dõi các trận đấu của World Cup nữ sắp diễn ra. Một World Cup mở rộng cũng đồng nghĩa giải đấu chắc chắn đón nhận nhiều bất ngờ. Ngay cả huấn luyện viên của đội tuyển Mỹ, ông Vlado Andonovski cũng thừa nhận một sự thật rằng, dù luôn có tới 10 đội mạnh cạnh tranh cho chức vô địch thì bóng đá nữ thế giới đã phát triển mạnh mẽ. Có một thế giới khác đang bắt kịp là xứ Wales, Zambia, Việt Nam hay Bồ Đào Nha. Những tỷ số kiểu 7-0 hay 8-0 đã không còn nữa. Ông nhắc đến việc Zambia, đội lần đầu dự World Cup, vừa đánh bại đại gia Đức 3-2 trong trận giao hữu. Trong khi các đội lần đầu dự giải không được đánh giá cao và không có nhiều cơ hội chiến thắng, dù chỉ một trận, thì việc dự World Cup này cũng sẽ là động lực thúc đẩy họ quan tâm hơn tới bóng đá nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup, đấu giao hữu với đội New Zealand. Việc mở rộng World Cup cũng đi cùng với cam kết của FIFA trong việc nâng cao thu nhập của cầu thủ, khi tiền thưởng không chuyển đến các liên đoàn bóng đá có đội tuyển dự giải mà được chuyển thẳng cho cầu thủ. Mỗi cầu thủ dự giải nhận 30.000 đô la Mỹ và tùy vào việc đội tiến sâu đến đâu thì tiền thưởng cũng tăng theo. Cầu thủ của đội vô địch có thể nhận được tới 270.000 đô la Mỹ. Đương nhiên, tổng tiền thưởng 110 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 3 lần kể từ giải nữ năm 2019 và 10 lần so với giải năm 2015, nhưng cũng chỉ bằng 1/4 so với tiền thưởng các cầu thủ nam nhận được ở World Cup 2022. Mặc dù vậy, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã hứa rằng, tiền thưởng của nam ở World Cup 2026 và World Cup nữ 2027 sẽ bằng nhau, thể hiện đúng cam kết hướng đến khẩu hiệu bình đẳng thu nhập mà FIFA đã đưa ra. Một World Cup của những điều đặc biệt hứa hẹn sẽ thực sự khác thường. Ít ai nghĩ một World Cup vào mùa đông như ở Qatar sẽ thành công cả về chuyên môn lẫn tài chính. Và thành công ấy cũng như sự phát triển của bóng đá nữ thế giới và World Cup nữ là lý do để FIFA kỳ vọng World Cup 2023 sẽ đại thành công.